Ở trong cái video này thì em Tuấn chia sẻ tới anh chị và các bạn thông tin về đường Tránh Tây của thị xã Buôn Hồ, hay có thể gọi là đường Tránh Buôn Hồ, tại vì có rất là nhiều những anh chị và các bạn nhà đầu tư ở xa không trực tiếp ở dưới khu vực Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, thì em muốn làm cái video này để anh chị và các bạn có thể là dễ dàng mình có thể là cập nhật được những cái thông tin. Rồi, đầu tiên thì anh chị và các bạn có thể nhìn vào màn hình một số các cái thông tin cơ bản về đường Tránh Tây thị xã Buôn Hồ. Dự án được đầu tư đoạn tuyến tránh phía tây thị xã Buôn Hồ thì có tổng mức đầu tư là 575 tỷ đồng và được khởi công vào tháng 6 năm 2016. Thì đây là công trình trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 tới 2030. Điểm bắt đầu của cái tuyến đường Tránh Tây này là từ Pơn Rang, huyện Krông Búc và kết thúc tại xã Chô Đăng của huyện Cư Mờ Nga. Cái con đường Tránh Tây này thì nó kéo dài là 26 km. Và cái công trình này á thì do Sở Giao thông Vận tải của tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư anh chị ha. Rồi, trên đây là một số các cái thông tin rất là cơ bản về cái tuyến đường. Còn bây giờ thì chúng ta cùng xem cái tuyến đường ở trên phần mềm. Rồi, anh chị và các bạn thấy cái lằn mờ này không ạ? Đây chính là tuyến đường Tránh Tây của thị xã Buôn Hồ, và có cái điểm bắt đầu ở cái khu vực này, đó là từ huyện Krông Búc. Rồi, đây chính là khu vực của Buôn Hồ, thì cái con đường này nó sẽ có điểm bắt đầu tại đây, đấy là từ khu vực Krông Búc, và chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta theo dõi cái lằn của cái con đường này đúng không ạ? Đây, nó tránh qua cái khu vực ở phía Buôn Hồ, rồi nó đi thẳng xuống dưới đây và có cái điểm kết thúc ở ngay đây. Đây, chúng ta thấy tiếp tục là có cái lằn mờ nó tới đây và nó có cái điểm kết thúc ở đây. Đây là khu vực của xã Chô Đăng của huyện Cư Mờ Nga. Về cái con đường Tránh Tây này á thì nó sẽ làm di chuyển từ các cái khu vực phía bên trên quốc lộ 14, đấy là từ các cái tỉnh như là Gia Lai hay là Kon Tum, muốn di chuyển về khu vực Buôn Ma Thuột thì mình có thể là di chuyển ở một cái góc độ nhanh hơn khi mà đi di chuyển vào cái tuyến đường tránh này, và không phải đi trực tiếp qua cái tuyến quốc lộ 14 của thị xã Buôn Hồ, tại vì thị xã Buôn Hồ sau này sẽ được nâng cấp lên thành thành phố và có thể là cái đoạn trong nó sẽ rất là đông đúc. Thì đây là cái tuyến đường tránh này nó sẽ làm kết nối từ khu vực Gia Lai, Kon Tum, các cái tỉnh ở phía Bắc, ở phía trên xuống dưới Buôn Ma Thuột được nhanh hơn rất là nhiều. Đó. Rồi, ngoài ra thì có một số các cái thông tin thì cũng chia sẻ với anh chị rằng là có một số thông tin ở phía trong của đường quốc lộ 14 này thì nó có một cái trạm BOT, thì em Tuấn có đọc được. Thì cũng có những cái thông tin phản biện rằng là vì cái tuyến đường BOT này hiện nay thì chưa có hoàn vốn xong mà đã làm cái tuyến đường tránh này rồi, thì có thể dẫn tới là cái tuyến đường tránh này nó làm cho cái tuyến đường BOT ở phía trong này nó lâu hoàn vốn hơn. Thì đây là cái thông tin về về mặt kinh tế thôi, còn về mặt giao thương thì cái tuyến đường Tránh Tây này nó làm về giao thông rất là thuận lợi. Sau này á thì có nó là một cái hướng nữa lưu thông để mà di chuyển, chắc chắn là hướng lưu thông di chuyển sẽ rất là thuận lợi rồi. Cái tuyến này nó sẽ kết nối trực tiếp vào cái khu vực giao với lại đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, thì từ đó những cái người dân sau này họ di chuyển từ cái khu vực Gia Lai, khu vực Kon Tum đi xuống dưới Khánh Hòa, đi xuống dưới các cái khu vực ở dưới phía biển đấy, thì đây cũng là một cái lựa chọn nữa về di chuyển đối với những cái người ở gần các cái khu vực này. Đó. Thì sẽ kết nối rất là nhanh hơn tại vì nó có cái tuyến đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột thì hiện nay cũng đang được khởi công rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng xem về cái quy hoạch của cái tuyến đường này. Đầu tiên thì cái tuyến đường này nó đi qua ba huyện, đấy là huyện Cư Mở Nga, huyện Krông Búc và thị xã Buôn Hồ. Thì đoạn đầu tiên nó ở phía Krông Búc, để chúng ta cùng xem, chúng ta kéo qua đây, đây chính là tuyến đường tránh của Buôn Hồ. Cái đoạn này nó còn gọi là cao tốc Ngọc Hồi Trơn Thành. Đó, thì khi mà đi qua đây thì chúng ta thấy rằng là hai bên đường của nó là đất cây lâu năm. Anh chị và các bạn thấy không ạ? Ở đây thì có một phần là cụm công nghiệp Krông Búc 2 và nó tránh đi sau này rất là nhiều cái quy hoạch của cái phần đất ODT ở đây, anh chị thấy không ạ? Đất ở đây nó đã định hướng tới 2030 là ODT rồi, tức là đất ở đô thị chứ không phải là đất ở nông thôn anh chị ha. Tại vì Buôn Hồ ở đây nó sẽ lên thành thành phố thứ hai. Rồi đấy, đây là cái đoạn đi qua bên
khu vực của huyện Krông Búc nó tới đây. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ mở lên với cái bản đồ đi qua đoạn tuyến này, nó sẽ đi qua với Buôn Hồ. Chúng ta cùng xem, tắt cái bản đồ ở đây. Tiếp theo thì cái tuyến này nó đi qua Buôn Hồ, đi qua khu vực Buôn Hồ. Đấy, thì cái tuyến này nó đi qua như vậy á, thì hai bên là chúng ta thấy là toàn là phần đất cây lâu năm thôi. Đó, thì anh chị nhà đầu tư có thể nói là ở khu vực này là một cái tuyến đường có thể là về ý nghĩa về mặt di chuyển. Còn về đầu tư thì chúng ta có thể lựa chọn những cái khu vực ở bên trong này, cái phần đất màu hồng đó, là cái phần đất ở thì chúng ta có thể đầu tư. Đây là những phần đất ở các cái phường và các cái xã ở bên trong đây. Rồi, còn cái phần đất mà của cái con đường này đi qua thì hai bên đường là đa số là toàn là cây lâu năm thôi. Đấy, anh chị các bạn thấy không ạ? Rồi, ở đây thì có một cái đoạn tuyến đường tránh này nó gần với lại là cụm công nghiệp Cư Bao. Rồi, thì đây là tới cái phần của thị xã Buôn Hồ, tránh tuyến tránh với thị xã Buôn Hồ. Rồi, tiếp theo thì chúng ta cùng mở cái đoạn tránh với cuối cùng. Đấy là đoạn điểm kết nối với lại Cư Mờ Nga. Đây, thì cái điểm cuối của cái tuyến tránh này là nó nằm ở cái khu vực đi vào chỗ khu vực là đó là khu công nghiệp Phú Xuân. Đây, tuyến tránh đây anh chị các bạn, đoạn qua Cư Mờ Nga và điểm cuối nó ở đây. À đó, 26 km của tuyến tránh. Thì nó kết nối ở đây có khu công nghiệp Phú Xuân, và ở đây là trung tâm của khu vực cư chợ Châu Đăng, xã Châu Đăng của Cư Mờ Nga. Và ở đây thì nó hợp tiếp với lại cái cung đường đó là cung đường tránh phía đông của Buôn Ma Thuột, và sẽ di chuyển xuống dưới cái khu vực sân bay, cũng như là ở đoạn dưới thì nó sẽ hợp tiếp cái đường tránh phía tây này, nó sẽ hợp tiếp với lại đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột như nãy có chia sẻ với anh chị và các bạn. Ở đây thì nó cái khúc cuối này đây là chính là Hồ E Nhái. À đó, Hồ E Nhái. Và sau này có thể là xung quanh Hồ E Nhái thì sẽ có những cái dự án lớn về sinh thái, về du lịch thì cũng sẽ được mọc lên ở đây. Đó là về quy hoạch của cái tuyến đường này. Đây, chúng ta tiếp tục xem. Đây, nó sẽ hợp với cái đường tránh đông ở đây, và người dân có thể di chuyển thẳng xuống ở đây là khu vực ở dưới đây. Đây là cái khu vực, cái khoảng này là nó sẽ giao với lại khu vực Hồ E Chu Cáp. Đó, và cái tuyến đường này hợp với tuyến đường tránh đông, trở thành một cái tuyến đường Hồ Chí Minh có cái vị trí kết nối rất là quan trọng của Buôn Ma Thuột. Đây, nó sẽ hợp ở đây và nó sẽ hợp với cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Thì như thế rằng là giao thương giữa những cái người ở khu vực giữa Khánh Hòa Buôn Ma Thuột và họ muốn di chuyển lên phía các cái huyện ở bên phía bắc của Buôn Ma Thuột và Buôn Hồ thì rất là tiện, hoặc là nó làm kết nối giữa các cái tỉnh của phía khu vực về Gia Lai, Kon Tum, hoặc là các cái khu vực lân cận Gia Lai, Kon Tum đó, các cái huyện lân cận đó, thì làm cho cái kết nối nó tốt hơn rất là nhiều với cái khu vực Nha Trang, Khánh Hòa. Tại vì cái khu vực hiện nay tuyến đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột là tuyến đường cao tốc duy nhất hiện nay kết nối giữa một khu vực lớn ở vùng núi và một khu vực ở vùng biển. Đó, thì đây là một số các cái chia sẻ của em Tuấn về tuyến đường tránh phía tây của thị xã Buôn Hồ. Đó, một cái tuyến đường mà nó sẽ làm lưu thông rất là thuận tiện cho những cái người dân ở phía hai bên. Tuy nhiên thì về mặt đầu tư thì anh chị và các bạn có thể đầu tư ở các cái khu vực đường nhánh ở phía đường khu dân cư có ODT. Còn như lúc nãy chúng ta cũng cùng xem ở trên cái phần quy hoạch thì rõ ràng là hai bên của cái tuyến đường này á, thì rõ ràng là nó không đi qua những cái phần đất và không có được quy hoạch đất ở cho tới 2030. Thì cái này là một trong những cái mà anh chị nhà đầu tư mình có thể xem xét thêm. Anh chị và các bạn mong muốn tìm mua những cái bất động sản tại khu vực Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk thì có thể gọi cho bên em theo cái số hotline, vì hiện nay thì bên em phân phối rất là nhiều những cái bất động sản tại cái khu vực này. Ngoài ra thì anh chị và các bạn có thể bấm vào cái đường link ở bên phía dưới phần mô tả để đăng ký tư vấn, cũng như là nhận những cái thông tin và tải bản đồ quy hoạch mới nhất của Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk. Anh chị và các bạn cũng có thể bấm nút chuông và đăng ký kênh để nhận những cái thông báo về các cái video tiếp theo. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết cái video vừa rồi, và hẹn gặp anh chị và các bạn ở những cái video tiếp theo.